mấy chục đứa rồi nó dùng có dùng hung khí đó, tới đâu vậy không? Cái mắt của em là hình như con mắt bên trái rồi, vậy có thấy đường rõ không? Mắt này là không thấy đường đúng không? Thì anh thấy con mắt bên đây là giống như là nó bị đỏ hơn nè. Rồi tay chân em có chỗ nào bị chấn thương nữa không? Nó dùng cái gì gặp? Em quay sát cái đây giùm anh. Nó dùng cái gì để gặp chân em? Nó nói là để nó cắt nhượng em đúng không? Ừ, rồi gặp chân em còn bị thương tật chỗ nào nữa không? Nó đâm mình dùng dao đâm vào ngực kìa. Dùng dao đâm vào ngực. Cái lỗ tai em anh thấy chảy máu rất là nhiều. Đúng không? Nó dùng cái gì để đập vô? Còn cái này là nó dùng tay nó đánh không đúng không? Thì em có biết gõ về những cái đối tượng đó không? Cái trên mặt là không biết, nó dùng cái gì mà đánh hết đầu. Chỉ chơi chung với em đó thôi. Lần đầu tiên biết nó là nó đánh không? Có nghĩa là đại loại là nó đánh em vì em tố giác của nó là ăn trộm xe, nên tụi nó kéo tới nó đánh em. Rồi cái sự việc này á, gia đình em có trình báo công an chưa? Bên phía công an họ nói như thế nào? Họ giữ nó được có 4 tiếng rồi thả. Là bây giờ mình thả hết ra đúng không? Trong khi đó bây giờ em thương tật em như thế này, thì theo cái khách quan anh nhìn thấy là bảo đảm với em một điều là thương tật của em trên 11%. 11% thương tật là cái cắt rồi. Mắt nè rồi chứ.